Chúc các bạn là xem xong mà tập được cái combo này thì sẽ nhanh chóng tìm được bồ. Mình thì không có bồ. Mình báo trước đi các bạn, chuẩn bị tinh thần. Vô hình là mấy tuần trước thì có lên trên Facebook thấy những cái trang người ta đăng combo của tụi nước ngoài lên ghi là bí kíp tán gái 2018 rồi tuyệt chiêu tán gái, gái chắc chắn sẽ đổ đó, thì anh em mau học nhanh để mình đi tán đó. Thì mình thì không có bồ nhưng mà cũng có nhiều anh em là nhờ mình hướng dẫn những cái combo đó, thì bữa nay cũng tranh thủ hướng dẫn anh em một trong số những cái bí kíp đó để mà anh em đi tán. Trước khi hướng dẫn thì mình có một số những cái lưu ý, đó là mình sẽ không có hướng dẫn cụ thể từng cái trick trong cái clip này của mình, tại vì nó quá dài mà hướng dẫn chắc tới tết tay luôn chưa xong đó, cho nên là mình sẽ ghi một số những cái tên trick mà mình biết được ở phần mô tả clip này. Bạn nào mà chưa tập hết 100% trick thì có thể kéo xuống để mà xem, còn những cái trick mà nó dị quá thì các bạn chịu khó là các bạn tua chậm cái clip này lại của mình, hoặc là các bạn có thể cố gắng các bạn xem đi xem lại lắng nghe để mà hiểu được. Với một cái lưu ý nữa là mình không có đảm bảo là mình làm đúng 100% cái combo của cái thằng nước ngoài, tại vì mình không có tua chậm, mình chỉ nhìn qua cái combo của nó rồi mình làm theo thôi, cho nên là bạn nào mà phát hiện ra mình làm không giống ở cái chỗ nào thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới và các bạn tự sửa trong cái combo của các bạn. Cô gái mà đâu phải đơn giản đâu, đâu phải chỉ cần tập là xong đâu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm hai chiếc cơ bản, đó là thumb rail reverse và sonic, nó sẽ trông như này đó. Các bạn liên kết hai cái thằng này lại, cái này thì bạn nào mà chơi tầm 2 tháng là có thể làm được, xui xui thì làm không được, cái đó mình không biết, cái đó mình đâu phải tiên tri đâu mà mình biết được các bạn làm được hay không, mình chỉ đoán thôi đó. Nó sẽ trông như này đó, và sau khi lên đây thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái vị trí này và chúng ta úp cái tay xuống đó như này, và chúng ta sẽ pass qua cái đoạn này, nó hơi khó hiểu, mình sẽ làm thật là chậm để các bạn có thể nhìn thấy được đó như này. Các bạn có thể tua chậm clip này lại để mà xem cho nó kỹ, tại vì cái này thì mình cũng không biết nói làm sao. YouTube thì nó có chức năng tua chậm cho nên là mình sẽ thực hiện cái này nó tương đối là chậm để các bạn có thể hình dung ra được đó. Sau khi mà đã đi được tới đây rồi thì các bạn sẽ lật ngửa cái tay lên và các bạn sẽ pass từ cái ngón này xuống dưới đây đó, và thảy cho nó lên trên này luôn. Cái này mình phải làm nhanh nó mới đi được, chứ mà mình khựng lại là nó bị rớt cái liền đó. Nó sẽ trông như này, nó sẽ trông như này đó, nó sẽ lên đây như này. Và sau khi mà lên đây rồi thì chúng ta sẽ quật cái bút xuống, cái đầu các bạn thấy cái đầu nó đang hướng lên trên, chúng ta sẽ thẳng cái tay ra để quật nó xuống như này. Giờ nó đang ở đây, thẳng ra nó sẽ quật xuống và chúng ta sẽ đưa cái ngón cái vào để mà bật nó lên trên. Nó đang ở dưới đây, đưa ngón cái vào để mà bật nó lên trên, nó sẽ trông như này. Sau đó chúng ta sẽ whipper xuống như này và chúng ta sẽ thumb around qua đó và chụp lại bằng hai ngón này, và chúng ta sẽ làm một cái trick là around. Around thường thì nó sẽ từ đây qua đây, từ đây qua đây đó, nhưng mà around thì chúng ta đang cầm bằng hai ngón này cho nên là chúng ta sẽ làm cái kiểu là như này đó, từ hai ngón này chúng ta around qua đó như này, và chúng ta sẽ up tay xuống, chúng ta sẽ twist the sonic lên. Nhưng mà cái twist the sonic này nó hơi lạ là nó sẽ trông như này đó, nó là một nửa của cái chiếc Devil Around và Devil Sonic. Chiếc Devil Sonic nó sẽ trông như này, Devil Around nó sẽ trông như này đó. Cái này thì nó lấy một nửa và nó chụp bên đây đó. Cái này thì mình không có biết nó là cái gì cho nên là các bạn chịu khó các bạn tua chậm lại hoặc là các bạn nhìn cho nó kỹ, các bạn làm theo nó sẽ như này. Sau đó chúng ta sẽ kẹp bằng hai ngón này lại và fingerless thumb rail reverse qua. Sau đó chúng ta sẽ làm như sắp back. Back là cái chiếc này, nhưng mà chúng ta sẽ không có back qua mà chúng ta sẽ quơ nhẹ một cái, sau đó chúng ta sẽ chụp xuống bằng hai ngón này. Các bạn để ý cái ngón trỏ của mình nó đang bị kẹt ở bên dưới cái bút, chúng ta sẽ rút nó ra đó, nó sẽ trông như này. Lượn một cái rút ngón trỏ ra và sau đó chúng ta sẽ lật cái tay lên, đổ cái bút xuống, thẳng cái ngón trỏ ra và đổ cái bút xuống đây đó, nó sẽ về cái vị trí này. Mình sẽ làm lại cái phần này nó hơi trừu tượng cho nên là các bạn sẽ phải nhìn cho nó kỹ, nó đi như này đó đó, và chúng ta sẽ twist the sonic reverse xuống đó như này.
up tay xuống và lại tiếp tục sonic lên. Thumbnail qua. Sau khi thumbnail qua chúng ta sẽ làm một cái power check. Cái này thì nó tương đối là nó hơi căng với mấy bạn mà newbie 1-2 tháng. Mấy bạn mà muốn kiểu vượt lên chính mình thì mấy bạn phải cố gắng nhiều. Nó sẽ trông như này. Cái này thì mình có hướng dẫn trên channel của mình rồi. Đó, các bạn sẽ làm hai vòng. Đó, nó sẽ như này. Và ở cái vòng thứ hai thì chúng ta sẽ lập up cái tay lại và chúng ta high tour luôn. Đó, cái này thì nó mát căng luôn, cho nên là mấy bạn mà phải muốn làm, muốn có bồ thì đâu có phải chuyện dễ đâu. Và tổng hợp là cái combo nó sẽ trông như này. Ok, thì đó là combo tán gái 2018. Chúc các bạn là xem xong mà tập được cái combo này thì sẽ nhanh chóng tìm được bồ. Mình thì không có bồ. Mình báo trước đi các bạn, chuẩn bị tinh thần. Và nếu thấy hay có thể like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn đã xem video của mình.